Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình làm một cái sườn diều cánh cấp bằng nan cáp quang nha các bạn. Con này là 1,5 m nha. Giờ mình dán cho nó là hai màu đỏ đen nha. Đó. Đây, đại bàng. Diều sáo nha, cái diều thẫn. Giờ là mình làm đổi món các bạn ơi, nhiều cánh cấp chơi rồi cùng lớp nha. Thank you.
máy đi sao? Ok. Vô cùng. Biết là cũng đã rồi, giờ mới tâm chơi qua gì cấp cốc Thank you.
quá vậy luôn.
Ngon ngon.
Rồi, chút xíu về ăn cơm nha. Chút nữa về ăn cơm nha. Đó. Dạ. Bà cánh mận nha. Cánh cốc mình đã lợp xong nha các bạn. Cánh cốc này là ba cánh bằng nhau nha. Mình còn lợp lại một cái miếng vẹn này nữa. Rồi, là xong. Cột lèo là có thể thả được rồi nha các bạn. Rồi, thôi bây giờ mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Em nhớ bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ kênh ủng hộ mình chứ nha. Đây bạn này mới làm xong đây, chưa test, chưa có đi test nữa đây. Rồi, một con cánh cốc nữa. Chào các bạn nha.